Theo WHO, triệu chứng đầu tiên của đậu mùa khỉ là sốt, nhức đầu dữ dội, nổi hạch, đau lưng, đau cơ và suy nhược cơ thể. Tiếp đến, người bệnh bị phát ban trên da, ngứa rát, nổi mụn nước và mụn mù. Phần lớn người bệnh tự hồi phục trong vài tuần. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể biến chứng nguy hiểm trên một số nhóm có nguy cơ cao như trẻ em, phụ nữ có thai, suy giảm miễn dịch. Một số các quốc gia lân cận như là Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc thì cũng đã có xuất hiện những ca bệnh, và chúng tôi đánh giá rằng là như vậy là dịch bệnh cũng đã đến rất gần, và với cái nguy cơ đó thì Việt Nam là cũng có nguy cơ là bị xâm nhập. Và đối với địa bàn Quảng Ninh thì là một cái vùng mà có rất nhiều những cái mối giao thương, du lịch và phát triển kinh tế. Vì vậy mà chúng tôi cũng nhận định rằng là Quảng Ninh cũng là một địa bàn và có thể bị dịch bệnh xâm nhiễm. Vâng, và trước tình huống này thì CDC Quảng Ninh cũng đã tham mưu cho Sở Y tế xây dựng các cái kế hoạch để phòng chống chủ động về bệnh đậu mùa khỉ. Hiện tại Việt Nam cũng như Quảng Ninh qua giám sát dịch chưa ghi nhận ca mắc, song là địa phương có các cửa khẩu trên bộ, trên biển và đường hàng không, đặc biệt là hoạt động vận tải biển hết sức sôi động với các tàu đến từ nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Quảng Ninh vẫn đang chủ động siết chặt công tác kiểm dịch y tế quốc tế nhằm phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm vào Việt Nam. Trước khi tàu đến cảng thì chúng tôi yêu cầu chủ tàu, đại lý phải cung cấp hồ sơ tàu bao gồm tờ khai y tế thuyền viên, bản khai chung của tàu và danh sách 10 cảng gần nhất để xem kiểm tra xem tàu có đi qua những quốc gia, những cảng mà có nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ cao như khu vực châu Phi hay không, và kiểm tra xem tờ khai y tế thuyền viên, xem tờ thuyền viên có triệu chứng hay có nguy cơ mắc bệnh hay không. Trong tuần này, Bộ Y tế cũng sẽ tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế các tuyến về giám sát và các biện pháp phòng chống lây nhiễm trong cơ sở y tế, chăm sóc điều trị bệnh nhân đậu mùa khỉ. Song quan trọng nhất vẫn là người dân vẫn cần chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đối với những người mà đã có đi từ vùng dịch về thì chúng ta nên khai báo y tế đối với cơ quan y tế địa phương và theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày. Cái thứ hai là chúng ta cũng chủ động các cái biện pháp phòng chống dịch. Thứ nhất là chúng ta hạn chế tiếp xúc với lại những cái người mà có nguy cơ bị lây nhiễm hoặc là những người có cái biểu hiện nghi ngờ. Thứ hai là chúng ta đảm bảo các cái biện pháp về vệ sinh cá nhân như là rửa tay bằng xà phòng này, rồi thì hạn chế rửa tay sạch khi ho hắt hơi thì phải che miệng này, rồi hạn chế tiếp xúc với những người mà có biểu hiện nghi ngờ hoặc là những cái người mà đã được chẩn đoán là bị nhiễm đậu mùa khỉ. Trên tinh thần chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở, ngành y tế Quảng Ninh cũng đang tích cực xây dựng các kịch bản ứng phó với đậu mùa khỉ ở cả 3 cấp độ, khi chưa có ca mắc, khi đã có ca mắc và khi dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng.